Tình hình thế nào rồi? Bọn em đã kiểm tra tất cả khu vực xung quanh rồi, có thiếu đều ổn ạ. Được rồi, bây giờ chúng mày đi tìm kiếm thức ăn và nước uống đi. Chắc chắn chúng ta phải lẩn trốn ở đây một thời gian dài. Vâng ạ, bọn em đi luôn đây. Thì ra đã báo lên ban ở chúng ở đây. Alo Kenny, tớ đã phát hiện ra chỗ lẩn trốn của bà chủ, đó là ở một ngôi nhà hoang. Cậu, từng người của chúng ta hãy đến hỗ trợ cho tớ. Và chúng mày tìm được nơi này. Dù các ngươi có trốn ở đâu đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi lưới bất loạn đâu. Của Alibaba. Bây giờ chúng ta phải đợi đến ngày mai để giao lại báo cáo cho sếp. Trốn ra đây mà lại đi đâu được nhỉ? Anh em mình đi cùng nhau, tao làm sao biết chị Đại đi đâu? Đi đâu nhỉ? Ê, chúng mày! Giết gì vậy? Chúng mày nhìn đi. Hình như đây là dấu vết của chị Đại để lại. Đúng vậy, ta cũng như thế. Lúc nãy mình đi, chị Đại có đứng ở đây, mà giờ lại không đi đâu. Đây, chúng mình nhìn xem, đây có phải ký hiệu chị Đại có để lại cho anh mình không? Hình như chị Đại đang muốn viết chữ X. Ý cơn, thế nào? Chị Đại đi bỏ ý cơn mất rồi. Nếu như vậy, chúng ta phải làm thế bây giờ. Nếu như vậy thì chúng ta chỉ có một cách, lấy cái cứu bọn Egon để cứu chị Đại về. Cho dù chúng ta có chết cũng phải cứu chị Đại.
Alibaba đã tìm đến đây rồi. Vậy sao? Chúng ta không thể để bọn chúng biết được mà chúng. Cô em đang chơi trò gì đấy? Các anh muốn gì? Anh muốn chơi cô em. Cái gì? À không, ý anh là anh chỉ muốn chơi cái này cùng em thôi. Muốn chơi à? Cô em hơi bị quá đáng rồi đấy. Anh ca, để em cho nó một trận. Mày dám đánh tao!
đừng có ở ngoài đường chị ạ. Nhìn nó, mặt mũi cũng sáng sủa đấy nhỉ. Nhìn mày, chắc gia đình cũng có điều kiện. Các người định làm gì thôi? Tao sẽ bắt gia đình của mày, cầm tiền đến đây để chuộc lấy mạng sống của mày. Đúng rồi chị. Chị phải đòi nhiều một chút ạ. Chúng mày yên tâm, tao sẽ tính hết tất cả phần của chúng mày vào đấy. Các người muốn bao nhiêu tiền? Bọn tao không cần nhiều đâu, chỉ cần 5 triệu đô thôi. Được rồi, cô hãy cho tôi quần để chơi người thân. Được, mày biết nhiều đấy, bỏ đi. Alo, Eddie à, tôi đang bị một nhóm người bắt cóc, bọn chúng đang đòi tiền chuộc. Cậu hãy cầm 5 triệu đô đến đây để cứu tớ, không thì bọn chúng sẽ giết tớ mất. Vậy sao? Cậu vẫn ổn chứ? Mà bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ vẫn ổn. Tớ đang ở khu nhà hoang, ở đường Hà Phong. Cậu hãy mau đến ngay đi. Được rồi, bây giờ tớ sẽ đến ngay. Cũng nhớ hãy thật cẩn thận, đừng để bọn chúng làm hại đến cậu. Ok, tôi cảm ơn cậu. Mày làm tốt lắm. Mày, mau vô lại đi. Vâng ạ, đi. Mày cứ ngoan ngoan ở đấy. Đoạn bọn nó đang tiền đến chùa, rồi mày sẽ được thả ra. Mày, cái hạ đây, cho tao thật vào. Đấy. Thì có thể chúng ta sắp giàu rồi. Chúng ta đỡ ông ấy về đã.
ông tỉnh rồi à? Tại sao tôi ở đây? Hai cô là ai? Dạ, chúng cháu thấy ông mất ở giữa đường. Chuyện này là thế nào vậy ạ? Chuyện là... Ôi trời, Noel! Ôi, ông già Noel! Ui, ui, Noel nhiều quà thế. Ông già Noel có quà cho cháu không? Có. Cho cháu một cái áo đi, cháu lạnh quá. Ui, đẹp quá. Cháu cảm ơn ông già Noel ạ. Bye bye. Hôm nay Noel rồi. Ai cũng có quà. Mỗi mình không có. Hả? Ông già Noel. Ông già Noel. Còn muốn quà gì nào? Cháu muốn một khẩu súng to để bắn. Ông có không? Ta hiểu rồi. Và sau đó có hai tên nó chạy tới. Mày nuôi em buồn thế nhở? Cháu có quà cả. Con cảm ơn ông. Sao không? Hình như bố đang phát quà mày ạ, ông mày lại xin quà đi. Ông già Noel ơi, phát quà để chúng cháu đi. Hai con muốn gì nào? Cháu muốn có khẩu súng thằng kia kìa, ông tặng cho cháu khẩu súng đi. Được rồi. Đây. Ta chỉ có một khẩu, bố con có muốn nhiều cơ. Không được đâu. Mỗi người, ta chỉ phát một món quà thôi các con ạ. À. Không, con muốn có thật nhiều cơ. Ông lấy thứ xem nào. Không được, ta còn phát quà cho các bạn nhỏ khác. Bây giờ, ông có đưa không? Không được, không được. Chuyện là như vậy đấy hai cô ạ. Bọn này thật là quá đáng. Chúng cháu hiểu rồi, ông cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Chúng cháu sẽ tìm được thứ quà cho ông. Vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn hai cô. Không có gì đâu ạ, đi thôi. Thank you.
Noel. Hai cô muốn tặng quà gì? Tôi sẽ tặng cho hai cô. Dạ thôi, bà cháu không cần quà gì đâu ạ. Hai cô đã giúp tôi lấy lại túi quà. Tôi có món quà dành tặng cho hai cô đây. Đây là chiếc ống âm nhạc, tôi sẽ tặng nó cho hai cô. Chị chào cảm ơn ông ạ. Tạm biệt hai cô, ta phải đi tặng quà cho các bạn nhỏ đây.